Phần lý thuyết của thầy nhá, đầu tiên là các em phải nắm được đầu tiên là quy tắc thế. Quy tắc thế là gì và như thế nào? Thì các em chú ý này. Mục tiêu của quy tắc thế là dùng để biến đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương nhưng lại đơn giản hơn. Các em nhớ thầy nhá. Mục đích của quy tắc thế là dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương đơn giản hơn. Quy tắc thế chúng ta gồm có những bước sau đây. Bước 1. Từ một phương trình của hệ đã cho, thầy đặt tên là phương trình 1. Ta sẽ biểu diễn một ấn theo ấn kia, rồi thế vào phương trình 2, ta được phương trình mới chỉ có một ấn. Đây, các em cụ thể lên đây cho thầy. Ví dụ thầy có phương trình là x cộng 2y bằng 3 và 2x cộng 3y bằng 5. Các em chú ý thầy nhá, đây đúng là một hệ phương trình bậc nhất, hai ấn không nào các em. Cái này chúng ta đã được học cách nhận dạng một hệ phương trình bậc nhất hai ấn ở bài